ngày tối hôm qua là ngày mùng 8 thì cận cuối ngày phải không chú Trung? Có một anh khách đến đổi cái xe nữa các bạn. Thì từ vàng áo mà màu xanh mà hôm bữa em có quay cho các bạn á, 101, thì hôm nay đổi thành cái vàng áo màu đỏ để giao về dưới Châu Thành Tiền Giang cho khách hàng của em Ly nha mọi người. Bây giờ thì trước khi đi giao á, em cũng sẽ dùng cái máy đo điện đo sạc này lại để mình đo lại một lần nữa cho nó kỹ lưỡng. Tại vì đồ điện tử mà nhiều khi nó tốt, nó hoạt động bình thường, nhưng mà nhiều khi nó chết rồi nào không hay. Nên trước khi đi lúc nào em cũng sẽ kiểm tra lại trước hết. Lên cái màu đỏ tươi nhìn nó rất là sáng cái xe phải không mọi người. Thì đây là 101 nè. Thì cũng cảm ơn ông anh cận cuối ngày tối hôm qua đó đã ủng hộ em Ly. Thì coi như hôm nay là cái xe này là cái chuyến đi đầu tiên trong năm của em Ly nha các bạn. Chuyến đi xa đầu năm, khởi đầu cho một năm 2024 nha. Đây bán tải đã chuẩn bị sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ kiểm tra một lần nữa và mình đi Tiền Giang. Năm ngoái là em đi mỏ cày Bắc, đầu năm là ngày Vía Thần Tài thì em đi mỏ cày Bắc của Bến Tre. Còn năm nay là em khai trương cái chuyến đi đầu tiên là ở Tiền Giang nha. Đó, hỗ trợ miễn phí ship hết cho mọi người nha các bạn. Xe nhà của mình cho nên đi lúc nào cũng được hết. Và em không có cộng chi phí gì vô thêm cả nha mọi người. Chỉ cần các bạn tin tưởng em, các bạn yêu mến em và đặt niềm tin tại cửa hàng của em Ly, thì có ở đâu em Ly cũng sẽ đi giao tới cho các bạn nha. Rồi, vậy là lên xe xong rồi nha các bạn. 101, 209, có máy cực kỳ xuất sắc luôn. Thì bây giờ thì khai trương chuyến đi đầu năm của em Ly Sibor về với Tiền Giang nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Kèm theo đó thì hôm nay em Ly có một chiếc xe của khách đến bảo trì bảo dưỡng nè, hết hàng đề các bạn, và có khách trên Củ Chi đang xuống coi xe luôn. Dạ. Đó không sao đâu anh. Dạ dạ. Ở cho xuống đi, cho bé xuống ra cho nó mát anh. Vô đây cho bé vô đây ngồi cho nó mát. Ngồi bé hoài cho nó mát.